Hi, xin chào tất cả bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về hai cụm từ mới, đó chính là cái gậy và cái bút. Ok, giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ học về cụm từ cái gậy. Cụm từ này gồm hai từ ghép với nhau, đó chính là từ cái và từ gậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu viết. Trước tiên thì chúng ta sẽ viết từ cái. Sau đó cách khoảng một ô ly sẽ viết từ tẩy. Vậy là xong cụm từ cái tẩy. Rồi chúng ta sẽ cùng luyện tập. Ok, chúng ta đã xong cụm từ cái tẩy. Giờ chúng ta sẽ sang cái bút. Cụm từ này thì gồm có hai từ ghép với nhau, đó chính là từ cái và từ bút. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết. Trước tiên chúng ta sẽ viết từ cái. Sau đó cách khoảng một ô ly sẽ viết sang từ bút. Vậy là chúng ta đã xong cụm từ cái bút. Giờ chúng ta sẽ luyện tập. Ok, rồi. Hôm nay thì mình lại hướng dẫn cho các bạn học thêm hai cụm từ mới, đó chính là cụm từ cái tẩy và cái bút. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.